Vâng, tựa gỗ Nguyễn Hồng xin chào toàn thể các bác nhà mình nhá. Ngày hôm nay trong video này thì em trai giới thiệu với các bác một tác phẩm Ngài Đạt Ma Hàng Long và với dáng thế là múa võ chứ không phải là như những tác phẩm mà trước mà các bác thấy. Đó là cái dáng thế đứng và ở tác phẩm này thì chúng ta đang nhìn thấy là được điêu khắc trên một chất liệu gỗ nu và nu ngọc am các bác nhà mình nhá. Và đây thì nu lên rất là nhiều, nu cả những phần ngọn sóng này trên tà áo này ấy, và những đường nét được làm rất là mềm mại đó, nu các bác nhìn thấy đấy ạ. Và tác phẩm này thì kích thước cũng khá là to ấy, và đây em quay một phía sau cho các bác này. Ở cái tác phẩm này sau mặt phía sau này thì đang vỡ tạo hình và sẽ làm thủng hẳn ra để nó thoát toàn bộ cái dáng ra, chúng ta sẽ nhìn rõ được cái phần rồng, phần mây và phần ngọc ở phía dưới nữa. Vâng, và em quay lại mặt phía trước cho các bác nhìn tổng thể tác phẩm đấy. Vâng đấy, tác phẩm tổng thể đấy, Ngài Đạt Ma Hàng Long và có viên ngọc nữa, rồng thì phần ngọc, hai viên ngọc khô ra những cái phần nu của tác phẩm. Và đây em quay sát lại rồng các bác xem này, rồng là râu cũng liền luôn này đấy, làm những quả rồng râu liền như này, nó nổi hẳn ra và tách biệt hẳn ra này. Đấy, chạy lên viên ngọc nữa. Đấy, và rồng ở đây thì chúng ta nhìn thấy rồng cũng có nu, và chú rồng này thì cái dáng thế dạng kiểu 3D ấy, uốn ở phần phía dưới Ngài Đạt Ma. Đấy, sau đó là cái phần nó sẽ chạy, con rồng sẽ chạy về mặt đằng sau, cái đuôi quát về mặt đằng sau nữa, rất là hay. Và để làm một tác phẩm mà chất liệu gỗ nu ngọc am mà tơi như thế này, chất liệu gỗ nu ngọc am mà quý rồi các bác nhé, và để đục tơi ra như này, moi móc ra như này thì cái công để làm ấy, moi móc ra giống như các bác nhìn thấy cái râu rồng ấy, và làm để làm liền nó cũng là cả một vấn đề rồi ạ. Và các bác mình thấy tác phẩm đẹp thì nhớ là đăng ký, nhớ là theo dõi để sau khi hoàn thiện xong tác phẩm em sẽ đưa tác phẩm này lên để các bác nhà mình cùng chiêm ngưỡng nha. Xin chào toàn thể các bác nhà mình ạ.